Vâng, tôi vừa chơi một giai điệu êm dịu và rất là nhẹ nhàng, La Playa, để các bạn cảm nhận về cây đàn U1E này. Dù rằng không còn thật mới như những dòng 1M, 1A, thế nhưng tiếng của Yamaha vẫn rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng là để có một âm thanh hay và chi phí tiết kiệm, chúng ta có thể sử dụng U1E. Bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím cho các bạn cùng xem. Không phải là tuyệt vời nhưng là rất là ổn định. Tôi nghĩ rằng hoàn toàn có thể bắt đầu với một em nhỏ học piano qua cây đàn này, chắc chắn sẽ thành công. Cảm ơn các bạn.